lại hết tảo rồi và hôm nay em sẽ đập hộp hộp thứ ba. Dùng tảo diệp lục collagen thì em không còn bị táo bón nữa. Da rẻ thì sáng mịn hơn và các vết nám tàn nhang cũng mờ dần các bác ạ. Ban đầu thì em bị táo nặng đấy, cho nên là một ngày em uống 2 gói. Tuy nhiên thì bây giờ hết táo rồi thì em uống duy trì một ngày một gói. Có hôm thì pha với cả nước, có hôm thì pha với nhiều nước, pha với chai nước để uống trong ngày. Thì có hôm thì cũng pha một cốc với một gói. Giờ không còn bị nóng trong nữa. Đây các bạn lưu ý là tem chống hàng giả của công ty thì một là dán ở bên này nhé. Đấy. Một là dán ở bên này. Hai là dán ở mặt trước này. Có hộp thì dán ở đấy, có hộp thì dán ở mặt trước. Tảo diệp lục collagen kill. Thực sự là rất là tốt. Từ khi mà dùng cái này thì chấm dứt cái tình trạng nóng trong. Không bị táo bón. Điện nước thì đầy đủ. Thì hôm nay em lại bóc tiếp. Các bạn mà bị sạm da, nám da hay là tàn nhang dùng cũng rất là tốt nhé. Bị mụn nhọt, nóng trong dùng cực kỳ là hiệu quả. Thực ra thì nám da, sạm da thì cũng do suy giảm nội tiết tố estrogen. Nếu mà chúng ta biết cách cân bằng thì da rẻ sẽ đỡ hơn. Và khi mà uống tảo thì nó đẹp từ bên trong, chứ không phải giống như là một hộp phấn che khuyết điểm hay là kem ở bên ngoài. Thực ra nếu mà mình có điều kiện thì mình nên là dùng kết hợp cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong uống ngoài bôi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dùng cái này da sáng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Nếu mà bạn nào uống nhiều thì có thể mua 5 hộp thì sẽ được giá xỉ nhá. Thì sẽ đỡ tốn kém hơn. 5 hộp là được giá xỉ rồi. Mỗi hộp này là 30 gói. Hàng nhà em thì lúc nào cũng bán gì dùng nấy. Dùng gì bán nấy. Thế cho nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng. Ai mà chưa tin thì có thể tìm hiểu thêm. Thực ra thì em bán rất là nhiều hàng. Với những hàng mà em có bán thì em đều có nhu cầu sử dụng. Thì em mới tìm về, sau rồi em dùng hiệu quả thì em mới bán. Đó. Thì một công đôi ba việc, lấy về vừa bán vừa dùng. Đấy, ở trong mỗi gói này là có 10 gói này. Kéo đâu rồi nhỉ? Đấy, đây là phiếu bảo hành này. Cam kết không có chất độc hại. Bồi thường 10 triệu nếu mà các bạn thấy có thành phần độc hại trong sản phẩm. Đấy. Còn đây là hướng dẫn sử dụng này. Thành phần và hướng dẫn sử dụng này. Tăng cường nội tiết tố nữ này, hạn chế lão hóa da, giúp da sáng mịn này. Thế ban đầu thì em cũng chưa tin, tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì em thực sự là bị thuyết phục.
Ban đầu thì uống với mục đích là trị táo bón thôi. Thế nhưng mà khi mà uống sản phẩm này, uống hết hai hộp rồi thì em cảm thấy là da mình nó trắng hơn, sáng hơn, mịn hơn và nó đều màu hơn. Đặc biệt là các vết nám thì nó mờ đi trông thấy các bác ạ. Đây, cách dùng này một ngày thì mình có thể pha với 300 đến 350ml một gói, đấy, hoặc là pha lên 500 cũng không vấn đề gì hết. Uống càng nhiều nước càng tốt. Một ngày mọi người có thể uống từ 2 lít đến 2 lít rưỡi nước, thậm chí là đến 3 lít. Buổi sáng khi mà thức dậy thì các bạn uống một ly tảo diệp lục thì nó sẽ có tác dụng thanh lọc cơ thể và nó sẽ đào thải độc tố. Đấy, cái ở bên trong thì các bạn đã thấy rồi đấy. Đây, để em bóc ra cho các bạn xem. Với những ai mà đang hoài nghi về sản phẩm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, các bạn có thể inbox cho mình thì mình sẽ tư vấn cặn kẽ hơn nhé. Số điện thoại của mình là 0981918651. Các bạn có thể inbox Zalo Dương Thu Trang nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.